Chào mừng bạn đã quay trở lại với Nắp Hú Ga Gốt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của van cửa lật Composite Gốt. Đây là dòng sản phẩm không quá phổ biến, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống cấp thoát nước cũng như là hệ thống ngăn chiều. Vậy thì chúng hoạt động như thế nào? Hãy cùng Gốt tìm hiểu ngay sau đây. Van cửa lật bằng Composite hoạt động trên nguyên lý cửa lật. Nguyên lý này đảm bảo cho dòng chảy chỉ hoạt động theo một chiều và không chảy theo chiều ngược lại. Nhờ vậy, van vừa giúp nước chảy qua, lại vừa chống ngập hiệu quả. Nguyên lý này có một số đặc điểm chính như sau. Khi không có dòng nước chảy qua thì va cửa van sẽ tự động đóng lại do trọng lực của cánh van. Khi có nước chảy qua thì van sẽ được mở ra. Tuy nhiên, khi áp suất nước đảo ngược lại, van sẽ tự động đóng lại để ngăn nước không tràn vào trong hệ thống. Bên cạnh đó, cánh van mở ít hay nhiều còn phụ thuộc vào lưu lượng của dòng chảy. Và dưới đây là một số hình ảnh thực tế về sản phẩm van cửa lật Composite của Gốt. Sản phẩm này có thiết kế rất đa dạng về kích thước và mẫu mã, tùy thuộc vào thiết kế của công trình. Vì vậy, đừng quên rằng Gốt nhận sản xuất theo yêu cầu bản vẽ nhé. Để đặt mua sản phẩm, bạn vui lòng liên hệ hotline 0987 382 388, truy cập website naphoga.vn hoặc gửi email về địa chỉ gốt@naphoga.vn. Trên đây là các thông tin về nguyên lý hoạt động của bộ van cửa lật Composite Gốt. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!